Hi mọi người, lý do mình xuất hiện ở đây vì thấy các bạn xem chùa hơi bị nhiều. Nên các bạn đừng xem chùa nữa, thay vào đó cho mình một like một sub nếu nào. Đã sub và like rồi thì mình cùng vào clip thôi. Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em